Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp Sĩ Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả truyện ngắn Vật Gia Bảo của tác giả nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Ngày ba tôi sắp mất, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị gái tôi gọi điện báo trong tiếng nức nghẹn ngào, khẩn thiết. Em bay ra ngay đi, ba bị ngã khi bưng nước cho ông bỏ tắm, chắc không qua khỏi, đến giờ ba vẫn chưa tỉnh. Tôi gọi điện cho bạn ở hãng bán vé máy bay, rồi đón taxi, dụ cậu lái xe phóng gấp ra sân bay. Ba tôi là mục sư Tin Lành, người thư ký già của hội thánh tới giúp việc đã nhiều năm. Chúng tôi, con cái trong nhà, yêu quý người giúp việc tuổi già hơn ba tôi, vẫn thích gọi ông ấy với cái tên thương yêu gần gũi, ông Bỏ. Sao ba tôi lại phải xách nước cho ông Bỏ tắm? Ở phòng chờ sân bay, rồi cả khi lên máy bay, cha tôi cứ một một hiện lên, làm tôi nhiều khi cố kìm nén để khỏi bật khóc. Tôi nhắm mắt lại, thì ba tôi hiện ra trong đầu. Tôi nhìn ra cửa sổ máy bay thì thấy ba tôi cả trong những áng mây trắng bay ngang. Tôi tin có Chúa, tin theo kiểu của mình, ít khi lễ nhà thờ và càng không cầu xin Chúa điều gì. Vậy mà suốt chuyến bay, tôi đã ba lần xin Chúa giúp cho ba con tôi gặp nhau, tỉnh táo. Xin Chúa cao cả và thiêng liêng giúp đỡ con, để ba con đừng vội đi. Ba má tôi sinh được ba người con. Tôi là út, đứa con bướng bỉnh nhất trong nhà, nhưng có lẽ là con rốt nên vẫn được yêu thương nhất. Tôi nghe kể ba tôi từng là học trò của giáo sư Hoàng Đạo Thúy. Ấy là khi ông tham gia hướng đạo sinh. Tôi đồ rằng thời gian những năm 30 trong sinh hoạt hướng đạo, ông đã làm lễ bắp têm theo Tin Lành. Năm 1932, ông và má tôi được đích thân nữ giáo sĩ Homera Dixon tuyển chọn gửi đi thụ huấn tại Viện Thần học Turan tại Đà Nẵng. Rồi ba trở thành mục sư. Lý lịch học sinh của tôi do ba tôi khai, ghi rõ rằng ở lại với tín đồ khi có hiệp định đình chiến Geneva, không màng mọi điều kiện sẵn có của người Pháp chuẩn bị khi họ muốn ba tôi di cư. Lớn lên hỏi, vì sao ba không vào Nam? Ba tôi đáp, miền Bắc khi đó nhiều khó khăn lắm, song ba không thể bỏ tín đồ được. Khó khăn thì rõ quá rồi, tôi sao quên được những ngày đông, chưa đi học về, mở lồng bàn ra, bữa nào cũng thấy đĩa ngô vàng tróe, mà thi thoảng mới thấy miếng tóp mỡ ngậy béo làm sao. Vậy mà ông thường xuyên vắng nhà. Ba tôi thanh thanh, cao lớn, gầy gò, ngồi trên cái xe đạp Mercier, bất kể mưa nắng, đạp đến với tín đồ đau ốm. Có chiều đông, mưa tầm tã, tôi ngồi đợi ông ở bậc cửa, đẫm nước mắt đợi ba về. Ông ôm chầm lấy tôi, áp cái má lạnh còn nguyên những hạt mưa, ôn tồn kể về một tín đồ bị thương trong lao động, cần an ủi tận bên Đông Anh. Máy bay tới Nội Bài, tôi đụng ngay vào cái lạnh buốt dương quen thuộc của miền Bắc. Hơn nửa giờ xe chạy khá nhanh mà lòng tôi như có lửa đốt. Chạy như cuồng vào phòng cấp cứu bệnh viện Việt Xô. Tôi lý nhí chào má tôi, rồi sáng ngay bên giường ông thiêm thiếp nằm. Ba không biết gì đâu, má gọi bao lần cũng không tỉnh dậy. Chị tôi nói, cố kìm khóc, tôi gọi. Ba ơi, con trai út của ba về đây. Đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền. Tôi khóc. Những giọt nước mắt của tôi tràn trề rơi xuống bàn tay ông. Kỳ lạ thay, bắt đầu là lông mi mắt ông chớp chớp. Rồi sau đó đôi mắt hiền từ của ba tôi chậm chậm mở ra, nhìn vào tôi. Kìa, ba tỉnh lại rồi. Anh trai tôi kêu bật ra. Ông ơi, cháu tôi cũng nhao vào bên. Tôi chùi nước mắt, cố cười như bao lần đi xa về gặp lại ông. Con đây, tôi líu ríu nói. Ba tôi cười thì phải, môi ông động đậy, rồi bàn tay gầy gầy những gân xanh, có những giọt nước mắt của tôi gắng run run giơ lên, chậm rãi đặt lên mái đầu đã nhuốm bạc của tôi. Tôi rùng mình. Vụt nhớ năm nào Mỹ đánh bom Hà Nội, 17 tuổi tôi xung phong lên đường vào quân đội. Anh tôi khi ấy đang là sĩ quan tình nguyện quân chiến đấu ở bên Lào. Tôi ở diện càng không phải gọi nhập ngũ. Tôi rón rén bước vào phòng giấy ba,
báo tin viết đơn xin vào bộ đội. Ông rời mắt khỏi những tập tài liệu đang đọc dở, lấy con cốc đá bao nhiêu năm vẫn dùng để chặn giấy, xoa xoa bàn tay lên đó rồi đặt bàn tay lên đầu tôi. Im lặng. Im lặng lâu lắm. Tôi có cảm giác đầu tôi ấm lên, để lát sau ông chậm rãi nói. Con đã hành động đúng. Ba con ta đều kính Chúa và yêu nước. Ba cầu phước cho con, sau chiến tranh, sẽ an toàn trở về. Ôi, đôi bàn tay này đã bao lần xoa đầu tôi cả khi lỗi lầm, cả khi tôi mải chơi, không chịu đến nhà thờ những ngày Chúa Nhật. Cả khi tôi năm 15 tuổi, lần đầu tiên ông hỏi, con có tin Chúa không? Tôi đã thản nhiên né tránh, trả lời, con tin ba. Tôi không muốn nhắc lại những gì sau phút lâm chung của ba tôi nữa, bởi vì ngay lúc này đây, khi tôi kể cho bạn đọc nghe, nếu nhắc vài chi tiết nữa, tôi sẽ khóc. Nhưng chuyện này thì tôi hiểu và muốn bạn hiểu rằng Chúa đã cất ba tôi đi rất nhanh, dường như ông không đau đớn, rất nhanh. Bao nhiêu lần tôi đã đến bên mộ ba tôi không xin gì ở ba tôi cả. Tôi thường im lặng rất lâu bên những đóa hoa tươi. Và chỉ khi ngọn nến nhỏ sắp tắt, thầm kể cho ông nghe má tôi và các anh chị em ra sao, cả con chó Bin mà khi ông còn, ông thường âu yếm nó. Tất nhiên, cả chuyện ông Bõ vừa sang Đức về vẫn khỏe mạnh. Rõ rồi, ba tôi có lẽ nói thế với tôi bên mộ. Điều ấy cũng tựa như điều chúng tôi không hề oán trách ông Bõ khi ba tôi bưng nước cho ông Bõ mà ngã. Chúa đã cất ba đi. Có lẽ tôi hiểu ông. Ba tôi đã nhường Bõ tắm trước vì ông Bõ tuy là tín đồ nhưng cao tuổi hơn, cần được chăm dắt, tôn trọng. Có một lần mưa rơi tầm tã bên mộ ba. Tôi chợt nhớ ngày nào chúng tôi quần nhau với máy bay của không lực Hoa Kỳ cả ngày trong mưa bom. Thì sầm sầm tối, ông đạp xe tới đơn vị. Sau này má tôi kể rằng, ba má nghe tin bộ đội quanh khu cao xả lá hy sinh nhiều lắm, nên ba anh vội vàng trả ngại bom đạn mà tới. Ôi chào, nào có được gặp nhau. Tôi đứng trên xe đầy những hòm đạn, gào thét lên gọi ba. Lúc khói xe xích, xe ô tô, phun khói mù mịt quanh cái bóng cao cao gầy gò của ba tôi. Ba! Ba ơi! Con đây này! Trời ơi! Tôi bạn tôi! Các xe khác cũng gọi ầm lên. Ba ơi! Làm cái bóng ông nhớn nhác khi không còn biết con trai ông ở xe xích nào. Thế mà hôm sau, ông lại vẫn đạp xe sang Văn Giang tìm tôi. Ông không tưởng bộ đội cao xạ khi ấy thoát đi thoát đến. Ông vẫn đứng lặng lúc chúng tôi di chuyển. Mưa tầm tã rơi quanh ông. Tôi nhìn rõ tay ông cầm nải chuối, quả còn, quả rụng, đạp xe theo, cố đưa cho tốp anh nuôi đi sau cùng. Ba tôi mất, tang lễ được tiến hành như nghi lễ đạo Tin Lành vẫn dành cho mục sư. Nhiều tín đồ đến, có người Nghệ An, vài gia đình bay ra từ Huế, Đà Lạt, vợ tôi cũng ra kịp. Mất mát ấy với tôi thực to lớn, khó gì bù đắp nổi. Khi Chúa đã cất ông đi, để tôi không còn người mà vấn hỏi, mà chia sẻ, có khi như hai người bạn tâm giao. Sự nhân từ của ông vượt qua cả sự yêu thương bình thường của một đấng sinh thành, bởi trước khi nào ông bắt tôi nhất nhất phải theo ông, theo Chúa, tin Chúa như các tín đồ khác. Có lần ông bảo, lòng tin vào bất cứ điều gì phải khởi từ đáy lòng con ạ. Và điều quan trọng nhất, sâu thẳm trong sự tin theo Chúa là phải sống thiện, tự sửa mình làm nhiều điều tốt. Tôi hoàn toàn tin lời ông nói vậy. Chưa một lần đổ vỡ niềm tin nơi ông khi nhìn vào sự bao dung của ông đối với tôi. Nhất là thấy rất rõ sự tận tụy của ông với mọi tín đồ và cả bạn bè không phải tín đồ lúc họ khó khăn khi đau ốm. Ôi, mọi hành vi của con người ở tôn giáo đều phải tự giác. Ý ông có phải thế chăng? Tôi nhớ, mỗi Chúa Nhật sau khi giảng kinh, một bà giúp việc đi trước ba tôi, cầm một cái túi gấm xuống dọc lối giữa thánh đường. Tín đồ hai bên hàng ghế thả tiền vào cái túi rất sâu ấy. Cái túi gấm sâu nên không người nào có thể biết rằng
ai đã ủng hộ Chúa bao nhiêu tiền, một hào, hai hào, bao nhiêu, chỉ Chúa biết. Tôi yêu ba tôi, thích nghe giọng ấm áp của ông nên thi thoảng ngày Chủ nhật vào xem lễ. Tôi nhớ có lần tranh luận với ông, tôi dùng cả một câu trong Kinh Thánh. Con là viên gạch không xây. Chào ôi, nói như thế mà ông chỉ đăm chiêu một lát mà không của trách gì cả. Mọi sự rồi buồn cũng đủ buồn thôi. Ở Hà Nội an ủi má tôi hơn tuần, tôi lại phải vào phía Nam tiếp tục công tác. Trước khi tôi bay, quay về thành phố Hồ Chí Minh, đêm ấy má tôi gọi tôi vào phòng riêng, yên lặng hồi lâu, má tôi cất lời. Vật gì của Chúa ở văn phòng ba con, má đã trả cho hội thánh. Vài thứ lặt vặt nguyên là tiền riêng của ba con sắm, để các con có kỷ niệm về ba, má đã cho anh chị con cả. Con biết đấy, ba má cũng không có gì, cái ghế tựa bằng gỗ, một cái máy chữ cũ, má cho anh con vì anh cần nó ngồi viết cho đỡ đau lưng. Cái kệ lim và cái tủ gỗ lát cũ, má cho chị con đựng sách. Cái đồng hồ vi lê, má cho thằng Tâm. Tâm là cháu đích tôn của ba má tôi. Thôi, cho nó là đúng. Còn mọi thứ cũng chỉ ngần ấy. Cái gì của Caesar trả đại cho Caesar. Tôi thầm nghĩ, má im lặng một lát rồi chậm chậm nói. Má giữ cho con cái này. Nói rồi bà đứng dậy cầm lấy cái hộp đã để sẵn ở bên. Mở nắp cái hộp cũ, má tôi cầm lên bọc nhỏ, bọc vài điều. Tôi đón, run run, mở tấm vải nhung màu huyết dụ. Con cóc đá. Ôi, con cóc đã bao năm, ba tôi dùng chặn giấy. Tôi chợt nhớ ngày nào, ông xoa xoa đôi bàn tay lên lưng nó và đặt tay ấm cả đầu tôi. Tôi ôm nó vào lòng, bất giác cũng xoa xoa bàn tay vào cái lưng đã nhẵn thín của nó. Không biết chú cóc này đã bao nhiêu năm bên cha tôi. Chỉ biết nó có trên bàn cha tôi, có mặt trong nhà tôi trước khi sinh tôi. Tôi cảm ơn bà, chợt hỏi. Má còn nhớ con cóc chặn giấy này, ba con có từ khi nào không? Nhớ, má nhớ chứ. Má thực không biết nó chế tác từ khi nào. Chỉ biết năm ba con được phong mục sư, bà giáo sĩ Homera Dixon đã tặng ba con. Mục sư giáo sĩ Homera Dixon, người giáo sĩ Pháp đầu tiên mang Tin Lành đến Hà Nội, ghi trong sách từng đọc, tôi biết. Còn mặt mũi bà như thế nào thì tôi đâu có hay. Liệu bà có hiền từ như cha tôi không? Tôi thầm nghĩ. Vợ chồng tôi lại bay quay về thành phố nơi chúng tôi làm việc. Tôi làm một cái kệ nhỏ treo, cao, trang trọng ngang tầm mắt, đặt tấm ảnh của ba tôi trên đó. Bên cạnh di ảnh, tôi đặt con cóc nhỏ. Vợ tôi luôn mua hoa tươi cắm trên đó. Đặc biệt khi tháng tư về, tự tay tôi mua một bó hoa, chọn ở nơi những người nông dân vừa cắt ở vườn nhà, chúng dường như còn nguyên cả những giọt sương đêm. Thứ hoa bách hợp trắng tinh, thơm mát, lúc sinh thời cha tôi rất thích. Thời gian vụn vụt trôi qua như một tiếng vỗ tay. Công việc của tôi rất suôn sẻ. Thi thoảng tôi nói đùa vợ tôi rằng, con cốc đá chỉ như một viên đá chặn giấy thôi. Nhưng em thấy không, mọi sự của vợ chồng mình tốt hơn hẳn từ ngày có nó. Vợ tôi chỉ cười cười không nói gì, nhưng cũng như tôi, cô ấy luôn giữ gìn cho tấm kệ sạch sẽ, không một hạt bụi. Tháng tư năm ấy, tôi mua một ít hoa bách hợp cắm trên kệ, vẫn nơi để ảnh ba tôi. Vẫn những đóa hoa trắng tinh không một vết bụi, một chấm màu lai tạp, một màu trắng tinh đến nao lòng. Cũng đêm ấy, trời chuyển giông, gió giật ào ào ngoài cửa sổ, rồi đúng nửa đêm có tiếng sấm rất lớn, một ánh sét như xuyên qua mái nhà, trắng lóa cả gian phòng, ngay sau đó là tiếng sấm rất lớn, làm cả ngôi nhà chúng tôi rung lên. Rồi im bặt, không gian im lặng ghê gớm, như chưa có điều gì xảy ra. Tôi nghe rõ cả tiếng trái tim vợ tôi đập thình thịch, tiếng sấm làm vợ tôi giật mình, choàng tỉnh, cô ôm chặt lấy tôi. Sớm sau, chuẩn bị đi làm, tôi vừa ngang qua nơi có chiếc tấm kệ, thì nghe rõ có vật gì từ trên đó lăn xuống, phát lên tiếng kêu vang, trong vắt. Tôi cúi xuống giật mình, nhìn thấy một viên đá màu nhỏ như viên bi nằm trên nền đá hoa. Đứng sững, nhìn lên kệ, rõ ràng con cóc đá vỡ làm đôi. Này, em ơi, lại đây xem. Tôi thẳng thốt gọi giật, vợ tôi đang giở tay trong bếp vội chạy ra. Chúng tôi chuyển tay nhau viên đá tròn màu hồng, đá còn gai rất nhỏ, xù xì,
mà trong ánh sáng ban mai chiếu vào, nó vẫn tỏa màu trong sáng. Nó bao năm nằm yên trong viên đá hình con cóc, nay bật ra sau tiếng sét đêm qua. Chúng tôi cũng lại xem con cóc đã vỡ làm hai mảnh, ngửa ra trên kệ. Tôi tuổi Mậu Tý, sự kiện trùng hợp với câu chuyện ngày nào, một bạn đồng ngũ đến thăm, có tiếng giỏi tử vi lắm, trong tiệc rượu vui, bấm nốt ngón tay, phán xanh dần. Ông tuổi Mậu Tý, mệnh đóng tại Tý, lại có sao cự môn đắc địa, thêm tuần triệt án ngữ, hẳn vào cách thạch trung ẩn ngọc. Thạch trung ẩn ngọc là viên ngọc giấu trong đá. Chuyện thuật bói toán tử vi ấy, người tin lành khó tin. Nhưng có ứng vào cái sự kiện đêm qua không? Đấy là một sự thiêng liêng của vũ trụ, hay là một sự trùng hợp đến khó tin? Vợ tôi mang hai nửa con cóc và viên đá tròn xù xì chưa hề chế tác, đi hỏi một người bạn thợ ngọc trong thành phố. Về kể rằng, anh ta khẳng định đây là viên ngọc rất quý, thứ ngọc mà khi xưa vua chúa được tiến, lập tức ban hàm tước bổng lộc cho người dân. Anh ấy còn nói, con cóc cũng là đá, là loại hợp chất gì đó mà em quên khuấy, đá tự nhiên ngậm ngọc. Tôi im lặng, rồi chúng tôi bàn nhau, quyết không đổi hay bán viên ngọc theo gợi ý của anh bạn thợ ngọc, giá bao nhiêu cũng không. Vợ chồng chúng tôi có công việc, mọi sự ngày một tốt lành, và cả hai cũng đủ sống để nhận ra rằng chúng tôi biết đủ với nhu cầu vật chất đang có và sẽ có từ lao động trí óc. Chúng tôi có hai cháu, đứa lớn thành đạt, vừa có gia đình trên Đà Lạt, đứa nhỏ còn tu nghiệp ở nước ngoài, cũng không lo ngại gì vì cháu học rất khá. Thư nào nó cũng ghim vào một câu, cho má nó yên lòng. Chờ con, mai mốt con sẽ trở về với má mãi mãi. Chắc chắn, dù ở đầu ở đâu, nó sẽ là người tử tế và rất tự tin để tự lập. Đấy là bản năng gốc của người Việt ta chăng? Tôi thường tự hỏi mỗi khi đọc thư nó gửi về. Tự nhiên sau cuộc trò chuyện với vợ đêm ấy, tôi nhớ ngày đưa ba tôi tới nơi bến cất. Nhớ thương ông, theo sự mong muốn của ông lúc chưa đi. Tôi đã để nước mắt hiếm hoi của tôi rơi lã chã. Nước mắt vẫn chỉ dành cho những đứa bạn từng ngã xuống trong nhiều trận chiến. Tôi khóc và tìm nhanh một bài thánh ca. Những bài thánh ca mà ba tôi bảo một dịp mùa xuân sắp trở lại. Ba không đòi hỏi con phải nhóm lễ. Giọng hát của con hay lắm, nên ba muốn nhờ con giúp ba hát một bài thánh ca vào dịp có chương trình tín hữu dự lễ Noel. Tôi đã từ chối ba tôi lần ấy, dầu rằng giọng tôi quả hay thật, bởi tôi cũng từng được chọn là tay solid trong đội tuyên văn của sư đoàn. Vâng, trong tiếc thương, yêu quý vô vàn ông, tôi vừa dạo piano vừa hát, với tất cả tấm lòng thiện nhân có trong lòng. Hồn tôi lập vững đức tin nơi vua, trên các báu bối, và công bình chúa. Tôi đứng trên tris như đá rất lớn, các chỗ đứng khác đều giống như cát trôi. Nhớ tới thế, tôi ngồi bật dậy như văng vẳng lời ba tôi, lời chúng tôi hỏi đáp ngày nào về đức tin nơi Chúa, về một chữ thiện. Mục đích đầu tiên và cuối cùng phải tâm thành để toàn năng, phải gìn giữ nó như viên ngọc quý, sáng, trong, giữ gìn mãi mãi như con người mắt mình giữ hòn đá, con cóc đá chặn giấy kia. Tôi nhòm dậy và tới bên kệ, tôi cầm viên ngọc đặt lại vào giữa con cóc của ba tôi. Đặt hai mảnh đá lại khít bên nhau như chưa từng vỡ. Tôi sẽ gắn nó lại với thứ keo đặc biệt hàn đá không dấu vết. Vâng, ngày mai nếu tôi theo ba tôi về nơi vĩnh hằng, tôi sẽ mạnh dạn trao cho con trai tôi giữ gìn viên đá chặn giấy này. Thờ phượng chúa hay thờ phụng ông bà cha mẹ sao có thể trái ngược nhau nếu như mọi sự tin theo đều hướng về mục tiêu cuối cùng của tất cả các tôn giáo. Thiện. Viên đá xù xì và có cái lưng nhẵn thín, bao lần ba tôi xoa bàn tay ấm áp của ông lên. Nó giữ kín, bảo vệ đời đời một viên ngọc sinh ra từ đất, mà có bao nhiêu muối trong đất, thứ cần phải bảo vệ, giữ gìn. Ngọc Hà, tháng 5 năm 2018. Chú thích của tác giả. Kinh Thánh có câu, các người là muối của đất, song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Hết. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp truyện ngắn
thứ hai. Con trung của tác giả Vũ Thư. Hàng chữ vàng nổi bật trên nền dải băng rôn đỏ thắm răng đẫy ngang phía trên tiền sảnh của nhà văn hóa trung tâm. Từ xa đều thấy rất rõ. Đại hội cựu chiến binh vượt khó thành đạt tỉnh lần thứ hai. Gió lướt trên mặt tấm rôn làm cho hàng chữ uốn lượn như hàng quân trùng điệp nhấp nhô. Gió từ phía sau thổi tới làm tấm băng căng phồng như dáng đi hiên ngang oai phong của người lính. Đại biểu sông đất đại hội sớm nhất là một người có khuôn mặt hao gầy nhưng nhanh nhẹn hoạt bát. Sau khi xuất trình giấy mời, nhận logo đại hội do lễ tân gắn lên ngực áo, anh không vào trong hội trường ngay mà bước trở lui mấy bậc tam cấp. Anh tươi cười bước tới cửa xe taxi vừa mở, lấp ló đôi nạng gỗ, dìu người này lên, quay lại đỡ người khác. Mới bế người ngồi trên xe lăn, rồi lại cõng người có cái đầu gối cứng đơ. Anh tự nguyện làm phần việc của bộ phận phục vụ. Nhìn động tác bế và cõng rất mực ân tình của anh, thì người tinh ý sẽ thấy đây không chỉ hoàn toàn là sự nâng niu giúp đỡ đồng đội bị thiệt thòi, còn lần khuất hàm chứa nỗi khát khao được chăm bẵm, bế cõng. Anh ít vồn vã với những dáng vẻ mũ cao, áo dài, nhưng lại rất để ý đến một người. Sau tiệc chiêu đãi của đại hội, giám đốc doanh nghiệp Hà Chí Tùng nhận được cái bắt tay rất chặt và một câu hỏi rất thật. Anh đã từng giúp đỡ nhiều thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Tôi biết có một hoàn cảnh khó khăn khác, anh sẵn lòng giúp chưa? Ông Nguyên Chí đi, nếu là trong tầm tay, khả năng cho phép, thì mình sẽ tận tâm. Còn vượt quá khả năng, thì anh em mình sẽ tìm cách tháo gỡ. Chuyện nhỏ thôi anh ạ. Ông nói toạc bóng heo ngay đi để tôi còn có hướng. Con nhà lính với nhau cả, quái gì mà cứ phải câu nệ như đi hỏi vợ cho con không bằng. Đây là anh nói về thời buổi anh em mình độc diễn chiếc quần thùng đít, còn thời kỳ đổi mới bây giờ thì hỏi con cho vợ mới phải rụt rè. Hai người vỗ lưng nhau và cùng cười rất vô tư. Nhưng người không thật sự vô tư nói tiếp. Anh ạ, ví thể như ai đó đã cho anh máu, nay cần anh giúp lại. Tôi đã nhận được máu của ai nhỉ? Vị giám đốc giật thót người. À, giả dụ. Ông đưa tay vỗ vỗ lên trán. À, mà khi thập tử nhất sinh ở phẫu trung đoàn thì mình có biết quái gì đâu. Ông thông cảm tha lỗi cho mình nhé. Từ chỗ thân thiện, vị giám đốc tỏ ra sốt sắng. Chuyện hệ trọng như thế thì ông nói liền đi, vòng vo tam quốc làm chi mãi vậy. Anh cho hẹn vào một buổi nào đó, tôi về trao đổi kỹ với người ta kia đã. Kể từ bây giờ, trong tuần này, bất cứ giờ nào, tôi đều tiếp được ông được hết. Giờ này ngày mai được không anh? Vị giám đốc hào hoa xem đồng hồ. Ok. Chiếc cạc visit màu xanh tươi rói được rút ra, đưa tận tay một cách trân trọng. Từ khuôn miệng của khuôn mặt đã đong đầy khắc khổ, buông một tiếng thở dài, anh nói như thể một mình. Không biết sẽ ra sao đây. Cậu này tính nết vừa khái lại vừa khó. Đói khổ đến mấy cũng tự thân vận động chứ không chịu nhờ và xin xỏ một ai. Thế mà một tí ti quyền lợi, đã đến gõ cửa nơi đâu thì cứ phải thẳng ra thẳng, cong ra cong. Chứ hứa lèo như mấy cha bên chính sách là không xong với cậu ta liền, chẳng kiêng nể một ai. Đây nói cho mấy thầy biết nhé. Nghĩa vụ đây đã thi hành nghiêm chỉnh rồi, còn quyền lợi á, một ly cũng không được sơ sảnh, sập xí sập ngầu là không xong với nhau ngay. Hay, nghĩa vụ và quyền lợi hay nói đúng hơn đều là nghĩa vụ cả, đều là đối trọng thiết yếu của thế cân bằng, không ai cho phép chơi cú lơ, vô trách nhiệm chết liền. Mình tuyệt hợp với cái gu phong thái đó lắm, ông nhớ đúng hẹn đó nha. Vị giám đốc vẫy tay tạm biệt dặn với theo. Khi cái bóng áo lính cũ đã mất hút trên chiếc xe, phải dướn người đạp tới lần thứ nhiều mới nổ máy được. Còn lại một mình, Tùng thấy nao nao trong dạ. Đúng hẹn, bốn bàn tay siết chặt với nửa phần dò xét, nửa nỗi mong chờ. Kể như mời ông đến nhà chơi thì phải hơn, mình đoảng vậy. Không được, rắc rối to ngay. Ông nói sao? Anh cho phép vào chuyện luôn, tôi ít thời gian lắm. Hai người không còn ngồi cạnh nhau mà đã ngồi đối diện. Tùng này, người khách đổi cách xưng hô như thể cho thân thiện, cũng như để ràng buộc. Thằng bạn tớ bị nhiễm chất độc dioxin. Mức độ nặng không? Đứa con đầu khi sinh ra, không có hai tay, hai chân dính chặt với nhau. Hai bàn chân xòe ra, vành lên như đuôi cá. Hai răng cửa chìa dài. Cháu không khóc chào đời được đúng không? Gật đầu. Đứa thứ hai, mình loang lổ như da báo. Máu tươi và nước vàng dịn ra liên tục. Cháu mới mất.
sau khi đã chạy chữa nhiều nơi. Gật đầu, im lặng, một tiếng thở dài, hai tiếng thở dài não ruột. Thế là không dám sinh nữa. Gật đầu im lặng, máy lạnh vẫn chạy êm do, chỉ có hai người mà phòng khách thấy như bức bối, như chật trội và như sắp nổ tung. Chỉ có hai người nên phòng khách như rộng thênh thang ra mãi. Hai người đàn ông, hai cựu binh đã từng vẫy vùng nơi chiến trận, mà giờ đây cứ lặng dần, cứ như chìm dần trước một cảnh ngộ. Lại thêm hai tiếng thở dài não ruột và im lặng, nặng nề. Và nó đã bỏ đi. Lắc đầu. Bỏ đi thì đã phúc. Nó làm tờ đơn ly dị nào là bị vợ đốt liền cái đó, và chỉ khóc, nói là sẽ kiếm con nuôi. Gật gật đầu. Nó không muốn vậy. Nó muốn cô ấy được làm mẹ một cách trọn vẹn. Tớ tìm cậu, nhờ cậu nhận vợ nó vào công ty làm việc. Gật gật đầu. Đâu có khó gì chuyện đấy. Làm việc gì cũng được. Và cậu cho cô ấy một đứa con. Tùng trợn mắt đập tay xuống bàn. Cái gì? Bậy, ông điên rồi sao? Tớ hoàn toàn tỉnh táo. Như vậy sẽ trong ấm ngoài êm, vẹn cả đôi được. Bàn tay to mập mạp lại đập xuống bàn lần nữa. Không được. Bậy bạ, ông Đích mang đến cho tớ cơ hội làm việc thiện, mà muốn khoác vào cổ tớ điều ác tiếng xấu. Thiện chứ, sao đã ác? Thiện thiện cái con khỉ, cơm thầy vợ bạn. Tùng đứng phát dậy, chỉ thẳng tay vào mặt khách, hét không ra tiếng. Cơm thầy, vợ bạn là điều cấm kỵ. Không được phép tơ hào, ông hiểu không? Ông biến khỏi đây ngay đi. Tớ sẽ đi ngay, nhưng đề nghị cậu phải giữ kín mọi chuyện. Và xin cậu nhớ lại câu chuyện bắt đầu từ hôm qua. Và cậu phải thật bình tĩnh để đọc những thứ này. Xin nhắc lại, cậu phải huy động cao độ, bản lĩnh của người lính, để hết sức bình tĩnh và tuyệt đối bí mật. Phải tự kiềm chế không thể để xảy ra một hành động thái quá nào, để tránh gây hại cho bản thân. Vì cậu rất cần thiết cho gia đình, cho nhiều người. Và tuyệt đối không được làm tổn thương đến bất cứ một ai. Tại chỗ này, giờ này, ngày này, tuần sau tôi đến. Một phong bì lớn, khá dày, được đặt cẩn thận trên bàn. Rồi thì chiếc xe cũng nổ máy được. Hai người không muốn nhìn mặt nhau ngay lúc này, nhưng đều thấp thỏm gặp lại. Tại chỗ này, 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 tuần sau. Nhìn cái phong bì như quả bom nổ chậm trên bàn, ngòi nổ của nó chắc hẳn là bắt đầu từ câu chuyện ngày hôm qua. Cậu phải thật bình tĩnh để đọc. Xin nhắc lại, bản lĩnh của người lính, bí mật, là sao? Tùng đặt bàn tay run run lên nó, anh có cảm giác như chiếc phong bì đang nóng dần lên, tựa hồ vỏ của quả bom đã được kích hoạt. Cái gì đến thì ắt phải đến, nổ thì nổ liền đi, quái gì phải sợ. Đang cơn sôi máu, Tùng xé toạc vỏ phong bì, một cuốn nhật ký nhỏ cỡ 12x15 và một lá thư giấy còn mới toanh, được xếp theo kiểu cài dắt với mấy chữ to tướng, còn thơm mùi mực. Đọc thư sau chót. Trẻ con. Tùng cười. Trẻ con là trẻ con, kể cả cách xếp, gấp thư, lẫn cả lời dặn. Quái gì phải vậy? Cứ đọc thư trước. Hí hoáy một hồi rồi Tùng cũng tìm được cách mở phanh tờ giấy. Từng hàng chữ nắn nót tự tin. Thế đấy Tùng ạ. Cậu không mượn, nhưng đời đã vay. Cậu không xin, nhưng đời đã nhận. Không ai có lỗi, không ai làm điều xấu. Không ai bất trung, mà tất cả đều là hiếu, nghĩa. Chỉ có điều bây giờ cậu là người trả nợ. Món nợ quá nhẹ nhàng, hoàn toàn trong tầm tay và khả năng cho phép. Tùng nhỉ. Chào đấng trượng phu, không nói hai lời. Sao lại toàn là những lời lấp la lấp lửng? Không mượn, đã vay. Không xin, đã nhận, trả nợ. Mà là cái gì mới được cơ chứ? Tùng chợt nhớ lại những lời. Hỏi con cho vợ, đã cho anh máu, cho cô ấy một đứa con. Chết cha, có phải là như vậy không đây? Lật qua lật lại bức thư bí nghĩa, bốn chữ đọc thư sau chót đã tự cắt nghĩa tất cả. Tùng thấy bài hoài, muốn xem ngay những điều cần đọc trước là thứ gì, nhưng rồi Tùng cảm thấy hoang mang, thoáng một nỗi sợ. Đúng hơn là rất sợ, sợ một tiếng nổ, sợ một nỗi tan tác. Tùng ngửa cổ, lâm hết ly, rót thêm ly nữa, hết liền, nắm cổ chai rượu định tu dốc ngược. Chưa biết là sẽ tu một hơi hay là tu cho cạn kiệt. Vậy mà ông dừng ngay lại được. Ông như thế này cũng là nhờ khi còn ở cái tuổi anh đã biết dừng đúng lúc. Nhớ cái mùa hè đỏ lửa ấy, nếu không biết dừng đúng lúc mà ham truy kích thì trung đội của anh không còn một mống. Đơn vị cũng mất trắng địa bàn,
tùng chút ly rượu mà anh bạn vàng chưa kịp uống vào chai, sẽ cùng nhau uống, uống xả xui, uống khi rạch ròi câu chuyện, uống sẽ cùng uống. Tùng xoài người trên đi văng, cố tình hững hờ với mọi thứ, cố xua đi mọi thứ, cố tập trung để lấy sức. Nhưng tập trung gì nổi khi mọi thứ cứ mông lung, lộn qua, đảo lại. Tắm. Phải tắm một quán. Nước, nước mát sẽ giải tỏa được mọi bức bối. Quýnh quáng với ý nghĩ ấy, và anh đã đến cạnh hồ bơi. Hai lần trồi ngụp, Tùng mới nhận ra anh đang lấn bấn trong bộ đồ công sở. Tùng trở lại tỉnh táo hoàn toàn với ý nghĩ sẽ xông vào hang hồ, miệng nghêu ngao. Quả bom là quả bom câm, nó chui à, nó rúc. Anh công binh túm lấy đầu. Chết tiệt thế, bài hát hay như vậy mà chỉ nhớ lõm bõm, quên cả tên bài và tên nhạc sĩ nữa chứ. Được, hôm nay mình sẽ là công binh. Tùng cầm cuốn nhật ký, cuốn sổ còn nguyên si, những tờ giấy đất chuyển màu vàng ố dính chặt lại với nhau, màu mực kiểu long xanh đen như thách thức thời gian. Nhìn nó, Tùng hiểu là lâu lắm rồi, không ai động tới. Có thể nói là chưa một lần thì phải. Và như thể người ta cố tình chôn vùi một quá khứ, chứng tỏ nó đang lưu trữ, cất giấu một điều gì đó khá bí ẩn và hệ trọng. Tùng hồi hộp cẩn thận lần dở từng trang. Phần đầu chỉ là những chuyện sinh hoạt bình thường, những kỷ niệm nho nhỏ của một chàng tân binh, nhưng lời lẽ xem ra có vẻ triết lý của người có học thức. Nhìn nhận đánh giá sự việc rất có nhân văn, thể hiện một con người sống có nhân cách nên anh say sưa đọc. Tùng thấy có cảm tình với tác giả của những con chữ bao nhiêu thì lại càng thấy lộn ruột với người đưa nó đến mới bị tống khứ bấy nhiêu. Nhưng đến những trang cuối, những dòng cuối thì Tùng không đủ bình tĩnh để đọc để hiểu được nữa. Từng nét từng chữ nắn nót ngay hàng thẳng lối như mũi giáo nhằm vào anh mà đâm mà ngoáy. Ngày tháng, đời ơi, tôi không hề chủ tâm làm việc bất nhân thất đức. Người ơi, không ai là kẻ lang trạ tranh vợ cướp chồng. Vậy là cả tôi, hai bà mẹ và vợ một người bộ đội đang ở ngoài mặt trận buộc phải làm một việc bất đắc dĩ, đổi cái nghĩa thất đức thành chữ phúc. Bạn ơi, Toàn không phải là kẻ phản bội, mẹ đẻ và mẹ vợ của cậu không phải là người nhà họ Tú. Tôi không cùng dòng dõi với mạ giám sinh, Tùng ạ. Tôi và bạn là đồng đội, là bạn chiến đấu. Chúng mình là thế hệ kế tiếp, có trách nhiệm hoàn thành sự nghiệp quét sạch bóng thù mà các thế hệ cha ông đã và đang làm, đồng thời có nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc những người đã có công với dân, với nước. Và nữa, thầy Bu kính mến, như con đã thư chuyện với thầy U, là khi nào cô tin chính thức là con không về nữa thì nhà mình hãy mở và đọc cuốn nhật ký này rồi đấy nhé. Nhà mình cứ theo tên và địa chỉ của hai gia đình đó mà đến. Nhưng dù con làm gì đi chăng nữa thì cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tại và trong khuôn khổ luật pháp cho phép, cố nâng niu để không làm một ai bị tổn thương, vì tất cả đều là người tốt, nhất là bác Bách, bác ấy là thương binh nặng. Trước khi đi bê, con đã bí mật về đó thăm mà không để lộ tung tích cho một ai biết hết. Chỉ một mình con biết chắc chắn là con đã có con, không biết là cháu trai hay gái. Con tin thấy Bu đủ tỉnh táo để xử sự theo hoàn cảnh và nhất định không làm một ai đó bị tổn thương. Ông bà ôm hôn cháu nhiều cho con được yên lòng. Rụng rời, uất ức, căm giận, sốc. Sao cái thân tôi lại khổ đến mức này? Vậy là bao năm nay tôi đã tốn công tốn sức nuôi con của đứa đã chiếm vợ mình. Vậy là bao năm nay tôi đã tôn thờ một con đàn bà lộn chồng. Và tôi đã bị ngay cả mẹ đẻ cùng mẹ vợ lừa. Tùng vật vã với ý nghĩ. Tôi căm giận các người. Các người hãy cùng nhau đến đây lại đi, để cùng tôi đi chầu trời luôn thể. Tùng cua chai rượu, anh nghe rõ tiếng nổ đến lọng ấp. Hai ngày nằm bẹp dí trong phòng cấp cứu. Khi tỉnh lại, Tùng thật ngỡ ngàng. Quanh anh là những khuôn mặt rất mực kính trọng và rất mực yêu thương đang đầm đìa nước mắt. Tùng không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi anh quăng cuốn sổ xuống nền nhà. Không hiểu nó cũng sợ bị tan thây hay nó cũng tự biết giúp anh giữ bí mật mà cua theo cả lá thư chạy trốn vào gầm tủ. Và một tiếng nổ, anh chợt bừng tỉnh nhớ đến lời dặn thật gần gũi mà diệu vợi, bản lĩnh của người lính. Ra viện, đây là thời điểm tốt nhất để chôn vùi nỗi u uất ê chề. Tùng xin hội đồng quản trị cho bàn giao công việc để nghỉ dưỡng, vừa để định thần, vừa để tìm cách tháo gỡ cho trong ấm ngoài êm. Đâu được, phải chờ ý kiến của đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị tìm được câu trả lời không thể hay hơn. Dễ gì tìm được người đảm trách nổi phận sự giám đốc lúc này. Bố trí để giám đốc đi Vũng Tàu nghỉ dưỡng một thời gian. Vết thương tái phát nên long thể bất an. Đến thật là khổ, ai cũng nghĩ vậy và đều tỏ ý thương tình. Đi nghỉ dưỡng, vui thú gì, tâm trạng đâu mà đi. Với trăm thứ đắt như vàng,
một người một ngày ở Vũng Tàu có xẻn ra cũng phải tốn cả mớ tiền bằng một gia đình công nhân chi tiêu thoải mái một tuần, chả đi đâu sất. Tùng xin nghỉ tại nhà. Ngày đầu lúc nào cũng có người mang quà tới thăm, vợ chồng bác Bình, chú Đồng được nhờ nhận quà rồi đưa đến trao cho bếp ăn tập thể. Thế là hôm sau lũ lượt người đến chơi thăm, không mang theo quà cáp gì hết, mà cha mẹ thì mang theo con cái, thanh niên thì dắt theo người yêu. Chỉ có nước chè xanh và hạt dưa mời người lớn, kẹo cho trẻ con mà cứ vui như Tết. Nhìn những đứa trẻ lén thủ kẹo vào túi để mang về chia phần cho anh chị em ở nhà và đu bám trên cổ bố mẹ như cha con anh đã từng líu díu khi anh từ trại ăn dưỡng về. Anh đã được tận hưởng niềm hạnh phúc bên con khi bị mất người vợ thân yêu. Tùng chợt thấy chạnh lòng trước những cặp vợ chồng hiếm muộn không có con. Trong đó có cả người mà mình đã chót căm oán. Chính người đó đã mang lại cho anh, cho gia đình anh một phép màu để vượt qua nỗi trầm luân nghèo ngặt. Đúng, mình phải có nghĩa vụ san sẻ hạnh phúc, nhưng không thể hấp tấp tác chiến cho cái phương án ăn sổi kia được, mà nhất định phải là tình cảm máu mủ ruột già. Vàng bên tay anh lời triết lý từ đâu đó. Ai đem hạnh phúc đến cho nhiều người, thì người ấy có niềm hạnh phúc lớn nhất. Hải đã làm điều ấy, nhưng đang gặp trắc trở. Cậu ấy xứng đáng được nhận, được hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tùng nhịp nhịp những ngón tay vào thành ly nước đang ấm nóng trên tay. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Em ơi, vút lên một tiếng đàn. Kìa đàn đã so dây, cung đàn đã lựa phím. Một toán thanh niên đến chơi thăm, đang ríu rít ngoài ngõ. Ừ, quả đúng thế thật. Hải đã so dây và lựa phím, tiếng đàn sẽ ngân nga từ tay mình. Tùng nghe như có tiếng vui reo của mùa xuân đang về, khi đã tự bước ra khỏi chính con người mình. Khi thì với tình trạng của Hải, khi với vai trò của thẩm phán lương tâm. Tùng thấy chưa khi nào anh sáng suốt, minh mẫn và tự bằng lòng với mình như vậy. Anh khéo léo động viên vợ cho các con đi xem bộ phim mới được trình chiếu ở rạp. Ba đứa cũng thích, nhưng cô Tính có vẻ ngần ngừ, hình như nó không muốn rời xa bố lúc này. Nghe bố nói đến trách nhiệm, còn giúp mẹ nhắc hai em khi ăn quà là không được vứt rác bừa bãi đó, Tính nhá. Thì cô cậu mới rủ hai em Tuyết Nhung chạy tới hôn bố và bà nội, rồi dắt nhau chạy theo mẹ. Chỉ khi còn hai mẹ con ở nhà, Tùng dồn toàn bộ tâm trí vào bà cụ. Một quả phụ đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng còn rất minh mẫn. Mấy năm nay, cụ khỏe ra nhiều, da dẻ hồng hào trong bộ đồ màu tím than, lâu lâu lại tủm tỉm với miếng trầu như vẻ đắc tâm, đắc ý điều gì. Nhìn cái cách vuốt mép đến ngoét, vứt tuệt cái bã trầu của mẹ, Tùng trộm nghĩ tới câu ăn vụng chùi mép mà bà hay ăn trầu từ khi nào ấy nhỉ? Phải rồi, từ khi bà ngoại của cô Tính mất, và có lẽ trầu đã giúp bà béo tốt dần lên. Khác hẳn khi anh mới xuất ngũ về nhà, dáng bà queo quắt hay bất chợt thở dài, thường giật mình khi ai đó nhắc đến cô Tính, hoặc có bóng người lạ đến nhà. Tùng do hỏi thì mẹ chỉ nhìn đi chỗ khác và gạt phắt. Rồi ạ, hơi đâu mà chấp vặt, để ý đến tâm trạng người già, anh lo mà cưới vợ đi thôi, để mẹ có con dâu làm bầu bạn và để có thêm trẻ nhỏ cho vui cửa vui nhà. Chiều ý cụ, Tùng cưới vợ liền tay, là Nga bây giờ. Vợ anh đẻ Liên Thanh, hai mỹ nữ cách nhau năm một, nên cô Tính vẫn là tâm điểm ưu ái của cả nhà, nhất là của bà. Từ khi dùng trầu để chớt miệng, tuy rằng trên khuôn mặt đầy đặn đến độ phúc hậu, giọng nói mềm như lời ru của mẹ, Tùng vẫn mơ hồ nhận thấy một điều gì đó ẩn khuất, tuy không thường xuyên biểu lộ. Nhưng hôm nay, anh như thấy rõ cái nét ấy trên khuôn mặt mẹ mình. Anh dùng mình, tưởng như sẽ trút hết lên đầu người đàn bà kia tất cả những điều uất ức trong tình thế không còn gì để mất. Nhưng tình mẫu tử đã kịp ngăn những động thái bất nhã và mở lối cho anh. Mẹ có thấy tính nết của cháu Tính khác nhiều với hai em nó không ạ? Anh thật rõ hay, cha sinh con, trời sinh Tính, với lại các cháu vừa khác giới, lại tranh nhau độ tuổi thì vậy chứ sao? Mẹ! Tùng gục vào lòng mẹ nức nở, cậu Hải mới tìm đến gặp con. Mẹ chỉ quanh quẩn ra ao vào bếp mà thỉnh thoảng còn có khách đến chơi thăm, huống hồ là anh. Anh có biết bao nhiêu là bạn bè khách khứa. Cậu ấy trước kia là bộ đội, vào bên nhà. Tùng chỉ nói được có vậy và nấc lên ở ngực, hai vai rung mạnh. Bà cụ cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi của con trai trên ngực mình. Các đơn vị bộ đội đóng quân ở vùng này thì đã có nhiều, mà chỉ có mỗi một chú tên là Hải ở bên nhà xui thì cụ rất nhớ, nhưng đã phải cố tình quên. Này nghe nhắc tới, cụ thoáng chột dạ nhưng vẫn thản nhiên. Những người tìm đến con lúc này hầu như đều gặp hoàn cảnh khó khăn, vạn bất đắc dĩ họ mới phải hạ mình nhờ vả.
gắng giúp người ta để tích đức con à. Cô ấy bị nhiễm chất dioxin ở chiến trường, nên vợ sinh ra toàn là quái thai. Hoàn cảnh túng bấn, sức khỏe yếu lắm. Tùng Hòa lên khóc thành tiếng. Có thể giúp gì cho người ta thì trớ tiếc. Người là vàng, của là ngãi đó con ơi. Bà mẹ chưa hiểu là con trai mình đang khóc trong tâm trạng u sầu mà cho rằng nó vốn tính thương người. Khả năng thì con có, nhưng không thể được mẹ ơi. Tùng rời khỏi vòng tay mẹ, nằm úp mặt xuống gối nức nở van vỉ. Mẹ, con xin mẹ. Mẹ nói thật về quan hệ giữa cháu Tính với cậu Hải cho con nghe với đi, mẹ ơi. Bà cụ giật thót người, bà đoán chắc đây chính là căn nguyên dẫn đến cú sốc bất tỉnh vừa rồi của con mình. Vậy là bí mật lâu nay được giấu kín, chỉ duy nhất còn mình bà biết, vì sau khi con dâu bà hy sinh thì bà xuôi ngã bệnh và không qua khỏi. Những tường đã kín như hũ nút, chắc như bắp rồi, dè đâu bây giờ nó lại như đang được bọc trong lớp bóng kính thế này. Bà ôm chầm lấy con, bật khóc, kể. Ôi con ơi, Tùng ơi, một tuần nghỉ phép đi bê của con rơi vào thời điểm xác suất có thai của vợ con rất thấp. Khi con trở lại đơn vị rồi, thì bố con đoán biết là mình chưa có cháu, nên ông ấy khuỵu luôn, phải đi nằm cấp cứu cả tuần mới khá lên đôi chút. Mẹ hiểu rất rõ điều này nên đã chủ động bàn với vợ anh, với bà xui và nhờ bác sĩ khuyên ngăn con dâu không nên đến chăm sóc bố chồng nhiều, bởi lẽ có thai lần đầu thì nên tránh đến và ở lâu trong bệnh viện vì đây là nơi có nhiều mầm bệnh, dễ lây lan, không tốt cho thai nhi. Nhờ vậy mà sức khỏe ông ấy khá dần lên. Đón bố con từ bệnh viện về là mẹ lo đến mất ăn mất ngủ vì phải đối phó với tình huống trước mắt. Mẹ chỉ định cho con dâu là phải ăn ít, ngủ ít và luôn nôn ngoẹ đúng như người đã có thai. Nhìn con toan còm nhom xanh rớt đúng như người có thai thật thì mẹ mừng cho kế hoạch tức thời, nhưng lại thương con dâu và lo cho kế hoạch dài hơi. Mẹ nhờ bà xui đến, chăm con gái mang thai. Điều này ai nghe ra cũng thuận, vì mẹ bận chăm sóc chồng và bà ấy chỉ có một cô con gái. Tùng ngồi chết lặng theo dòng hồi ức của mẹ. Chót đâm lao thì phải theo lao. Xóm giềng họ hàng đều biết là con dâu nhà mình đã có thai, mà ngày mai lại cho nó bị hư thai thì tiếng đời tuyệt tự vô phúc sẽ lớn lắm và chắc hẳn bố con. Giọng bà cụ chắc nịch, nét mặt bà đanh lại, thoáng hiện rõ một mưu đồ, một sách lược, tuy rằng nó hoàn toàn không có sẵn trong bản ngã. Mới đầu nghe mẹ trình bày kế hoạch, thì bà xui dãi nảy, phản bác thẳng thừng. Con Toan thì một mực xin thủ tiết, nếu buộc phải ôm cầm thuyền ai thì dứt khoát sẽ quyên sinh. Bà cụ quàng tay ôm con trai vào lòng nức nở. Cô Tính là thành quả đạt được do sự sắp đặt của mẹ. Hai bên gia đình đều rất hạnh phúc khi vợ con sinh cháu trai. Thằng bé khôi ngô, nặng tới 3 cân. Bố con cưng cháu đích tôn hết mực. Ông đặt tên cháu là Tính, cho vần với tên của mẹ cháu, Toan Tính. Được 3 tuổi, thằng bé đã tự biết gấp thức ăn vào bát mời ông bà, mời mẹ và bưng nước mời từng người. Đấy cũng là lúc mẹ phải đón nhận điều cay đắng đầu tiên. Ấy là khi trở bệnh, bố anh nhờ con dâu đưa cháu sang mời bà xui đến và dặn hai mẹ con ở chơi nguyên bên đó. Con biết không, ông ấy cảm ơn mẹ và bà xui đã kéo dài sự sống cho mình đến hôm nay và dặn, khi thằng cháu Tính đến tuổi trưởng thành thì nhất thiết phải cho cháu biết về gốc tích tổ tiên, cho cháu được để tang, chống gậy hoặc cúng dỗ cha đẻ của mình. Trời ơi, chẳng chối được có bấy nhiêu lời thì ông ấy nhắm mắt. Đến lúc ấy, mẹ mới hiểu hai chữ Toan Tính đối với ông ấy, sự việc chỉ đáng là vài thưa che mắt thánh. Thật là đàn ông nông nổi giếng khơi. Lo ma chay cho bố chồng xong thì con dâu lao vào công tác xã hội. Làm đến xã đội trưởng thì con dâu tôi hy sinh tại trận địa pháo cao xạ của dân quân xã mình. Mẹ những tưởng đã, nào ngờ, đúng là cây kim giấu kín trong bọc rẻ cũng có ngày lòi ra. Cô cháu nay lại là chứng cứ của kẻ tội đồ này. Mẹ chưa nói gì về cậu Hải. Mà sao lại là cậu Hải? Là một người bộ đội... Đúng, mẹ suy tính, chỉ có cậu ấy mới là đối tác như dọn cỗ phù hợp từ A đến Z. Thứ nhất, cậu ấy đang ở trong nhà bà xui, nên dễ bề sắp đặt. Chỉ cần cho con Toan về chơi bên đấy như là chuyện ngẫu nhiên, và lương cơm thân mật có ly rượu nhạt mừng nhà có tin vui. Thứ hai, tuy ra cậu ấy có hơi ngăm ngăm một tí, nhưng nét mặt hao hao giống con, tính nết lại ngoan hiền, gần như nhút nhát, nên dễ bề điều khiển. Thứ nữa, quê cậu ta lại ở tít tắp mãi đâu miền biển. Thuần chiều hơn cả là đơn vị cậu ta sắp đi bê, khả năng bật vô âm tín là nhiều.
Bà ngừng lời như để nhìn nhận lại sự việc rồi giãi bày. Kể cũng tội cho cậu ấy khi phải thực hiện một nước đi bắt buộc trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hoặc là bị nhừ đòn, bị tước quân tịch rồi bị đuổi cổ về địa phương bởi đất trần như nhộng trên giường với vợ bộ đội đang ở ngoài mặt trận, hoặc là phải ngoan ngoãn, cho dù có thoái thác mà không đường tháo lui, cho dù xin được tha bổng khi chính mình là nạn nhân. Thế còn Toàn, cô ấy... Anh biết không, tôi nói thật, có vong linh con Toàn chứng giám. Bà cụ dồn hết sức bình sinh để nói ra những điều chua xót. Mới đầu con dâu tôi nhất mực cự tuyệt và đòi tự vẫn. Nó tin là chỉ mai mốt chồng sẽ về và hỏi thằng tôi. Mẹ không thể đau xót khi đưa con dâu mình đến hiến cho kẻ khác và sau này phải nuôi dưỡng quý mến một đứa trẻ không phải là dòng giống máu mủ nhà mình hay sao? Như thế đã đủ để anh hiểu con dâu tôi là người như thế nào chưa? Nhưng nhắc tới bố chồng, một thương binh nặng có thể tắt thở ngay khi nghe tin con dâu đã có thai mà không được bế cháu, thì nó đành lòng phải ngậm bồ hòn đấy anh ơi. Tôi phải viết giấy cam đoan sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự sắp đặt này và đưa cái giấy ấy cho bà xui giữ đấy. Chứ anh tưởng vợ anh là đứa thế nào đó chắc. Anh biết không, tôi ở phòng ngoài nghe từ buồng trong tiếng duẹt của hàng nút bấm, tiếng cậu Hải rít trong kìm nén. Cô làm cái quái gì vậy? Con dâu tôi bấm đèn pin soi vào bộ ngực trần của mình và hét. Anh phải trả lời. Quần vú của em thâm hay đỏ trước đã? Tôi không biết. Thâm hay đỏ? Nhìn, nói. Đỏ. Đúng là em chưa có thai thật mà. Cô nói với tôi điều đó để làm gì? Để xin anh một đứa con. Cô làm tôi ghê tởm. Có ngứa thì do ôm cây cao mà trèo lên tụt xuống chứ. Kẻ phản bội chồng mà không thấy xấu hổ à? Anh ơi, liệu chồng em có về không? Và khi nào mới về? Có phải chồng cô đi ra pháp trường đâu. Người lính coi việc ra mặt trận để chiến đấu và giành chiến thắng là vinh quang cơ mà. Trời ơi, người vợ ở nhà phụ tình thì người lính nơi hòn tên mũ đạn sao mà tránh khỏi. Đừng, tôi xin các người đừng ác thế. Có biết bao nhiêu dũng sĩ anh hùng trở về từ mặt trận đó thôi. Chồng cô sẽ là một trong số đó. Là người lính thì phải ra trận chứ. Đơn vị chúng tôi cũng sắp hành quân rồi. Chính vì thế nên mới nhờ anh cho em xin đứa con làm phúc với anh ơi. Thật đức thì có, chứ phúc đức gì chuyện ấy. Mà hàng xóm đây, bên xã nhà chồng cô nữa, thiếu gì đàn ông, sao không tìm đến họ mà lại bắt tội tôi. Qua đấy mà không ổn đâu anh ơi. Vì là người trong làng ngoài xã, ra vào trà mặt sẽ bị người ta lợi dụng bắt bí, nên dễ dẫn đến đổ vỡ, chẳng ở nhà này thì cũng ở nhà kia. Nhiều loài vật chỉ sống có đôi. Ở hoàn cảnh này, em không bằng con vật, em là đứa ăn mày nhục dục, khổ tâm lắm anh ơi, xin anh làm phúc. Em không xin cho em bà vì... Nghe bấy nhiêu thôi, mà tôi thấy đau đến đứt ruột, muốn đạp cửa để chạy vào, hóa vàng cái kịch bản, cho dù mình đã tốn công giàn dựng, chỉ đạo diễn xuất và tạ lỗi mà không sao làm được. Cứ dán mắt nhìn qua khe hẹp mới trổ. Cậu Hải ngồi thu mình rúm gió ở góc giường, mắt nhắm, hai tay chống cằm, ôm má, hệt đứa bé trong bụng mẹ, nhưng dáng vẻ sợ sệt hơn cả đứa trẻ sợ ma. Rồi cậu ấy nói trong bụng tay. Cô mang dao ra đây. Tôi chỉ chặt một nhát là có ngay cái mà cô cần. Và giữ lấy để dùng khi nào cô hứng. Chứ đừng có hòng đòi hỏi gì khác ở tôi. Thà nằm xương gối đất ở bất cứ chỗ nào, chứ tôi không thèm gì đến cái thứ nệm thịt ấy đâu. Anh ơi, anh nói vậy thì tội cho em quá. Em không tham thế đâu mà, chỉ xin một phần vạn, một phần triệu trong kho đó thôi. Tội? Thế tôi vô tội chắc. Anh không có tội, mà chỉ có công làm phúc thôi. Sự thế không thể khác được. Anh cứ tạm bằng lòng mà làm phép phân thân, cho tâm thần đi dạo, còn mọi thứ cứ để mặc. Giọng bà tắc nghẹn trong giàn ruộng nước mắt, tay chân chới với như cố xua đi, cố đạp đổ những gì đã từng thấy. Con Toàn phải tự vầy vò, tự tung tự tác. Bà dừng lời, lén ngước nhìn con, nuốt khan trong cổ để lấy hơi, rồi tiếp. Chuyện này có kể tới ngàn lẻ một đêm vẫn chưa hết đâu. Nhưng chỉ như vậy đã, hết chịu đựng nổi rồi. Bây giờ tùy thuộc vào quyết định của con, mẹ đã gây nên tai vạ và tội lỗi. Dứt lời, bà vung tay, đấm thùm thụp lên ngực mình và mềm nhũn, đổ gục. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ không có lỗi gì hết. Chỉ cuộc chiến kia mới có lỗi, chỉ những người gây ra cuộc chiến mới là kẻ có tội. Theo con thì mẹ đã làm một việc rất là đức độ. Mẹ đã cho Toan được một lần làm mẹ, đã cho bố con có cháu và đã cho Hải có được một đứa con trước khi lâm nạn di họa chiến tranh. Mẹ đã cho con niềm vui phụ tử. Nếu không có cô Tính, không còn bố, không còn vợ, thì sao con còn được ngày hôm nay? Bà cụ hồi phục dần dần theo từng lời tâm huyết bên tai. Con dự định thế này, mẹ cho thêm ý kiến với nha. Con sẽ động viên cả hai vợ chồng Hải vào làm công ty, mời cả ông cụ sang luôn. Tạm thời cứ để họ ở một phòng trong dãy nhà bảo vệ, rồi công ty sẽ làm nhà tình nghĩa như đã làm cho hai bác Bình Chiêm và hai cô chú Đồng Sợi. Trước mắt để cô Tính sang đó làm con nuôi, chưa vội nói chuyện này với bất cứ một ai để cháu khỏi bị tổn thương. Dần dà mẹ con mình sẽ lựa lời trò chuyện với các cháu và Nga.
Cô ấy cũng thương cô Tính như con đẻ. 3 năm nữa, lúc cháu đủ 18 tuổi. Cũng đủ thời gian để tình cảm cha mẹ, ông cháu nuôi gắn kết. Đến ngày đó, nhà mình sẽ làm dỗ kỵ cho cả bố và Toan, luôn thể vừa là kính cáo, vừa là nói cho cả hai ông cháu biết sự tình. Ngày mốt, ngày hai sẽ làm lại giấy khai sinh cho cháu. Vậy thì nhà mình mất, không một ai bị mất mát gì hết, mà tất cả chỉ có được thôi, cụ ơi. Cụ sẽ có thêm vợ chồng Hải làm con nuôi, có thêm bạn già, con có thêm anh em đồng niên kết nghĩa. Con hiểu những người đã đi qua cuộc chiến thường rất coi trọng ân tình. Mẹ vẫn có cháu đích tôn là cô Tính và cháu nó luôn có cả hai bên bố mẹ, ông bà. Có lẽ xin mẹ và Nga cho cả hai cháu Tuyết Nhung sang làm con nuôi bên Bắc Bình và chú Đồng luôn. Cả bốn người đều là cựu chiến binh bị nhiễm chất dioxin, không có con. Họ đều đang góp gạo thổi cơm chung. Chẳng ai chiếm hữu mất con cháu nhà mình đâu. Mà ngược lại, các cháu lại được nhiều người yêu quý và học thêm được nhiều nhân cách sống tốt đẹp. Chẳng biết đâu chừng mai mốt Nga lại nhắm cô Tính làm con rể tương lai thì mình sẽ biểu quyết cả hai tay. Tùng mỉm cười một mình. Và rồi ý nghĩ đơn lẻ ấy lại buột lên thành tiếng. Đại gia đình, nhà mình sẽ là một đại gia đình. Anh nghe trong lòng rạo rực một niềm vui. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết hai truyện ngắn rất hay. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.